Baby Production. Cảm ơn trời đã ban cho con có một người mẹ hiền vĩ đại. Tuổi đời 17 ăn chơi lêu lỏng, con chưa bao giờ suy nghĩ lại. Mẹ hay ý đẹp mong con nên ngồi, chưa bao giờ con nghe và thực hiện. Con chỉ muốn nghe hai từ tha thứ, ngay bây giờ sẽ trở thành hiện thực. Hình ảnh mẹ hiền dậy nắng dầm mưa mãi mãi khắc sâu trong ký ức. Mong con nên người có cuộc sống tốt, muốn con nên người có trí thức. Nhưng đó con hư luôn bỏ ngoài tay, khiến cho mẹ buồn và thất vọng. Cuộc sống cũng khó khiến con luôn hỏi tại sao ông trời quá bất công. Cuộc sống hỗn độn đã khiến đứa con của mẹ thay đổi đi rất nhiều. Thập thành cà phê cho đến rượu chè trở thành một đứa con bất hiếu. Và theo điểm viết và dòng cảm xúc con có thể viết ra một bài nhạc. Đó là những lời mà con muốn nói chứ không đơn giản là một bài hát. Vì bài nhạc này con viết ra là để dành riêng cho mẹ. Mượn điều biết buồn để con nhận lại tất cả lỗi lầm lâu nay cho nhẹ. Thôi đi bớt nỗi hối hận mà bấy lâu nay con ấp ủ. Con chỉ mong mẹ hiểu được, đối với con là rất đủ. Nước mắt mẹ nhiều lần tuôn rơi. Gian khổ chở che tôi, cho mẹ bình an trở về bên tôi. Những lời mẹ dạy tôi nghe rồi, mẹ vẫn đi làm tận